Xin chào anh chị và các bạn đến với kênh Tấc Đất Tấc Vàng. Tôi là Vinh. Như tôi đã nói thì đất nền là một kênh đầu tư bất động sản rất hấp dẫn. Lợi nhuận mang lại rất cao, nhưng kèm theo đó thì rủi ro cũng rất lớn nếu nhà đầu tư thiếu tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm. Trong giai đoạn vừa qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư chưa có nhiều kiến thức và đã rót nhầm tiền vào 4 loại đất nền dưới đây. Đây cũng chính là những cái điều khá nhức nhối trong thị trường bất động sản ở thời gian qua. Tôi làm chủ đề này để những nhà đầu tư tỉnh táo và để ý hơn trước khi quyết định xuống tiền. Loại thứ nhất, đấy là đất nền được gắn mác ngân hàng thanh lý giá rẻ. Có một điều mà các bạn phải lưu ý, đó là khi mà ngân hàng thanh lý tài sản là họ thường đăng tải lên những thông tin trên website và các phương tiện truyền thông, chứ họ không bao giờ sử dụng những hình thức như là phát tờ rơi dọc đường, dán cột điện hoặc là thông qua cỏ đất. Do đó, các bạn cần phải cẩn thận trước những cái biển quảng cáo có thông tin là ngân hàng thanh lý đất giá rẻ, có thể là giá chỉ từ 300 đến 400 triệu trên nền. Cũng có thể những cái tin quảng cáo này được gửi qua những cái tin nhắn điện thoại hoặc là những cái mẫu tin được dán ở khắp nơi. Đây là chiêu thức của một số sàn môi giới nhỏ lẻ hoặc là cò đất nhằm thu hút những người mua, khiến cho nhiều khách hàng tưởng thật, ham rẻ mà xuống tiền ngay, bỏ quên việc kiểm tra pháp lý. Thường thì khi các bạn phát hiện ra ấy, là lúc đó các bạn đã xuống tiền cọc mất rồi. Các bạn cần phải kiểm tra kỹ. Nếu trường hợp cái lô đất đấy bán giá thấp hơn hẳn so với thị trường thì nó thường ở những cái nơi heo hút và rất khó bán, rất là khó có thanh khoản. Nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý hoặc là dính quy hoạch, cũng có thể là tranh chấp, khiến người mua tiền mất tật mang. Ở phần này nghĩa là nếu có ai đó nói với bạn đây là đất được ngân hàng thanh lý thì bạn phải kiểm tra thật kỹ xem thông tin này có chính xác hay không, tránh trường hợp bị các cò đất mượn chiêu thức này để lừa đảo. Thứ hai, đấy là đất nền bị chủ đầu tư cầm cố ngân hàng. Trong trường hợp mà lô đất được thế chấp tại ngân hàng và người chủ muốn giao dịch mua bán, họ vẫn có thể thực hiện được nếu có sự đồng ý của ngân hàng. Thông thường ấy, thì nếu giao dịch được suôn sẻ, việc mua đất thế chấp ngân hàng đều có lợi cho cả ba bên. Người bán đất thì có thể tránh được cái việc không trả được nợ. Người mua đất thì có thể yên tâm rằng cái lô đất này sẽ không nằm trong diện quy hoạch hoặc là vướng về vấn đề pháp lý nào đó. Bởi vì các bạn phải hiểu là khi đất đã được cầm cố ngân hàng ấy, thì vấn đề về pháp lý gần như các bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên là thực tế vẫn có những cái giao dịch dù người mua có thực hiện chặt chẽ đến đâu thì vẫn bị bên bán lật kèo. Ngay cả khi đã thực hiện cam kết giữa ba bên, người mua trả đầy đủ số tiền bên bán đang nợ và ngân hàng ký lệnh giải chấp, trả sổ đỏ để các bên tiến hành mua bán, thì khi đó người bán lật lọng không thực hiện tiếp tục thủ tục cần thiết để bàn giao đất. Đó là chưa kể các bạn cũng có thể mất trắng nếu ngân hàng phát mãi và chủ đầu tư phá sản. Thứ ba, đấy là gặp phải đất nền dự án ma. Dự án ma là gì? Dự án ma hay còn gọi là đất nền ảo là một thuật ngữ trong ngành bất động sản để chỉ những dự án không có thật, không hề tồn tại về mặt pháp lý. Đây là một chiêu trò của chủ đầu tư hoặc là môi giới nhà đất khi dụ dỗ khách hàng mua các dự án do chính họ vẽ nên. Tôi biết có rất nhiều người mua đất chỉ theo tin đồn, thậm chí là chỉ nghe môi giới hoặc là kể cả bạn bè giới thiệu, đôi khi còn không thèm qua lô đất để kiểm tra trước khi mua. Cái này là có thật các bạn nhé, và thậm chí là rất phổ biến. Thời gian qua thì có rất nhiều trường hợp có đất giao bán những cái dự án đất nền không có trên thực tế để răng bẫy, chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng. 50 triệu, thậm chí là 100 triệu tiền cọc cũng là một số tiền rất là lớn đối với rất nhiều người. Vậy nên để tránh dính bẫy những cái dự án ma, các bạn cần phải hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, đặc biệt là không nên ham rẻ, lợi nhuận cao mà đầu tư vào đất nền mập mờ về pháp lý. Có rất nhiều trường hợp, thậm chí là dự án một nơi nhưng môi giới lại dẫn các bạn đi đến một nơi khác để xem đất.
và khi đó các bạn không hề biết. Do vậy, các bạn cần phải xem đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý, rồi mới đi xem đất. Khi các bạn đi xem đất, các bạn cũng phải nắm rõ được địa chỉ, vị trí khu đất, tờ bản đồ, số thửa theo hồ sơ pháp lý mà các bạn đã xem. Các bạn cũng cần phải đối chiếu thông tin bằng cách hỏi người dân địa phương, cái này rất quan trọng, và hỏi lân la ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi có cái dự án đó, để chắc chắn rằng mình không bị lừa khi mua phải đất không chính chủ. Trong phần này, từ khóa mà các bạn phải lưu ý nhất đó là đừng ngại hỏi han trước khi quyết định đầu tư bất động sản. Cuối cùng, đấy là đất nền phân lô chưa được cấp phép. Trước khi các bạn có ý định đầu tư đất nền, các bạn cần phải thận trọng về vấn đề phân lô, tách thửa. Trong trường hợp mà các bạn mua phải đất nền chưa được phép phân lô, chắc chắn các bạn sẽ gặp một số khó khăn khi muốn bán ra. Thậm chí là nếu có những bạn nào mà sử dụng đòn bẩy tài chính ấy, thì rất dễ gặp rủi ro vì vốn bị mắc kẹt. Theo quy định thì một dự án phân lô cần phải có những cái quyết định giao đất của các cấp có thẩm quyền, cũng như là có giấy tờ thủ tục đầy đủ. Các bạn cần phải kiểm tra hết tất cả những cái hồ sơ về pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho bản thân, tránh trường hợp mua phải đất thuộc diện quy hoạch hoặc là giải tỏa. Các bạn có thể xem lại một cái chủ đề riêng về pháp lý của tôi ở bên dưới. Có hai trường hợp ảnh hưởng đến tâm lý các bạn. Nó liên quan đến rủi ro và lợi nhuận. Thứ nhất, đấy là các bạn muốn lãi cao và chấp nhận rủi ro cao hơn vì chưa ra sổ thì đất còn rẻ. Nếu ra được sổ rồi thì nhiều nơi đất đã tăng cao rồi. Vậy nên tâm lý nhiều người là chấp nhận rủi ro. Nhưng nếu để đi theo phương án này thì các bạn phải là người có kiến thức rất chắc về pháp lý, kiểm tra pháp lý thật kỹ, cũng như hiểu được chủ đầu tư. Thậm chí là các bạn có thể đọc được báo cáo tài chính của chủ đầu tư trước khi xuống tiền mua một lô đất mà chưa ra sổ. Tôi nhắc lại, lợi nhuận có thể cao hơn, nhưng các bạn phải đủ kiến thức nếu đầu tư theo hình thức này. Thứ hai, đối với những người thích sự an toàn, các bạn có thể lựa chọn những cái lô đất đã có sổ. Điều này sẽ dễ dàng hơn và phù hợp cho đại đa số nhà đầu tư. Thực chất là trong nhiều năm qua khi đầu tư bất động sản có rất nhiều vấn đề, nhưng chủ đề này tôi chỉ tóm gọn những cái vấn đề phổ biến hiện nay mà nhà đầu tư như các bạn dễ gặp phải để giúp các bạn đề phòng hơn trước khi xuống tiền đầu tư. Các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách comment bên dưới hoặc là chia sẻ video này về trang cá nhân của các bạn. Đây chính là những cái nguồn động lực để tôi có thể làm thêm nhiều chủ đề hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo của Tấc Đất Tấc Vàng.